Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ, kênh thông tin hữu ích nhất, cập nhật những thông tin về tình hình an ninh chính trị xã hội diễn ra trong ngày sẽ có những nội dung sau. Cơn bão số 4 rất mạnh, ảnh hưởng đến Nam Bộ như nào? Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào những ngày cuối tuần, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều đến tối qua, mùng 6 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn diện rộng, gây ngập úng trên nhiều tuyến đường ở khu vực trũng, thấp, thoát nước kém. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay, mùng 7 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Về cơn bão số 4, đêm qua và sáng sớm nay, mùng 7 tháng 10, bão số 4 tiếp tục mạnh lên, duy trì cường độ của một cơn bão rất mạnh, dự báo diễn biến còn rất phức tạp, khó lường. Do ảnh hưởng từ cơn bão số 4, vùng biển phía đông ngoài khơi Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, vùng biển phía tây có mưa rào và dông rải rác, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển thành phố Hồ Chí Minh có gió tây nam cấp 4. Độ cao sóng từ 0,75 đến 1,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc có gió tây nam cấp 3 đến 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,0 m. Trong khi đó, nhận định tình hình thời tiết từ đêm ngày 8 đến ngày 16 tháng 10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, riêng thời kỳ từ đêm 10, 12-10 ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với bão Nu trên biển Đông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Do ảnh hưởng của bão Nu, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nu di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ nhanh, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trên diện rộng. Để chủ động ứng phó với bão Nu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: quán triệt và thực hiện nghiêm túc công văn số 368 VPTT ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, ứng trực 24/24 giờ, rà soát các địa điểm xung yếu, những nơi dễ sạt lở đất, ngập lụt để chủ động phòng ngừa, giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra, lên phương án đảm bảo an toàn các hoạt động trong nhà trường, trong trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp, phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chủ động di rời bàn ghế, máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, mất mát, liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bắc Bộ mát mẻ kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ chiều mùng 6 tháng 10 vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo sáng nay mùng 7 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác nên nhiệt giảm nhẹ 2 đến 3 độ C so với ngày trước đó, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh có cường độ nhẹ nên thời tiết Bắc Bộ không có nhiều thay đổi. Mức nhiệt chỉ giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ C so với ngày trước đó và không kéo dài. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, dự báo trong chiều và đêm mùng 7 tháng 10 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày mùng 8 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, các tỉnh từ miền Trung có mưa rào và dông rải rác, riêng các ngày từ 10 đến ngày 11 tháng 10 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng nơi trũng thấp. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khoảng ngày mùng 6 tháng 10, một đợt không khí lạnh yếu từ phương Bắc có khả năng tràn xuống nước ta, trở thành đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh,
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ chiều tối mùng 6 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do sự tương tác giữa hai khối khí nóng lạnh nên trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cũng do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc từ mùng 7 tháng 10 giảm 3 đến 4 độ C so với những ngày trước, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, trời se lạnh về đêm. Tại thủ đô Hà Nội, dự báo trong ngày mùng 7 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ. Trong các ngày 7 đến ngày 10 tháng 10, nhiệt độ cao nhất Hà Nội phổ biến từ 29 đến 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ C, trời se lạnh về đêm. Dự báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khoảng ngày 7-10 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hôm nay mùng 4 tháng 10, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị xét cho thấy, mây đối lưu tiếp tục phát triển từ phía đông, gây mưa rào và dông vào sáng mùng 7 tháng 10 cho các khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn và có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành khác của thủ đô Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Tính đến 6 giờ ngày mùng 7 tháng 10, tại khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như Hồng Đức 154,8mm, Tuyên Quang, Tân Đồng 154mm, Yên Bái, Thanh Ba 124,4mm, Phú Thọ, Quản Bạ 117,4mm, Hà Giang, Tạ Khoa 104,6mm, Sơn La, Thạch Lâm 94mm, Cao Bằng, Lang Chánh 75,2mm, Thanh Hóa. Từ 8 đến 11 giờ ngày 7 tháng 10, tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều tối và đêm mùng 6 tháng 10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Xín Mần, Hoàng Su Phi, Vị Xuyên, Yên Minh, Mèo Vạc, Quản Bạ, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Bát Sát, Simacai, Lào Cai, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trạm Tấu, thành phố Yên Bái, Mù Cang Chải, Yên Bái, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Phù Yên, thành phố Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên, Sông Mã, Sóc Cộp, Sơn La, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Phù Ninh, Tam Nông, Phú Thọ, Bảo Lâm, Hà Quảng, Thông Nông, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Cao Bằng, Bắc Nạm, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Dì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, thành phố Bắc Cạn, Bắc Cạn, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Đại Từ, Thái Nguyên, Lang Chánh, Bá Thước, Thọ Xuân, Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thanh Hóa. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, thông suốt trên các trục giao thông chính khi
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.